Lúc đó Gina gặp nguy hiểm. Vậy tại sao Gina lại chơi trò chơi đó? Để chết đó. Hi, hôm nay tụi mình sẽ tổ chức một buổi bạc ti tại nhà con trai. Có ai muốn tham gia không? Alo, Dượng đang ở đâu vậy Dượng? Dượng đang ở bệnh viện. Ý Dũng Sơn nói là Dũng Sơn đang ở chỗ cái thang máy, nơi mà con Gina mất tích. Dừng đến đây để cứu cô ấy. Trời đất ơi, sao nhìn ghê vậy mày? Tao đâu có biết là nó ghê vậy đâu. Là phải chơi lại trò chơi đó một lần nữa. Tụi mình chơi trò chơi này của con Gina đi. Lát nữa mày vô thang máy, tao sẽ hướng dẫn cho mày. Mày phải ở lại tầng 10 và không được đi xuống tầng 5, mày nhớ chưa? Tại sao? Tại vì đó là nơi người phụ nữ sẽ xuất hiện.